Tại tỉnh Bắc Cạn, mưa đã giảm, tuy nhiên ở một số nơi trên địa bàn tỉnh mực nước vẫn lên cao, gây ngập úng. Đặc biệt tại thôn Lủng Bảng, xã Côn Minh, huyện Nari, hiện có 12 hộ dân với 47 nhân khẩu ở xóm Cốc Khe thuộc thôn Lủng Bảng vẫn đang bị nước lũ cô lập. Con đường duy nhất để vào thôn ngập sâu 4-5 mét. Ủy ban nhân dân huyện Nari và xã Côn Minh đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, mắm, muối, dầu hỏa cho người dân, huy động lực lượng dân quân túc trực 24/24 giờ. Đến hết ngày 3 tháng 8, toàn tỉnh Bắc Cạn đã có 136 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở, hơn 100 hecta lúa, ngô bị vùi lấp, 8 cầu tạm bị cuốn trôi, một số tuyến giao thông bị sạt lở, 30 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, hư hỏng. Còn tại Quảng Ninh, hiện mưa đã giảm và tạm ngưng. Lo ngại lớn nhất tại đây là tình trạng sạt lở trên diện rộng tại các bãi thải than, khu vực khai thác than và sạt lở nhà dân. Nếu vẫn có mưa, sẽ tiếp tục gây nguy hiểm trực tiếp cho hàng trăm hộ gia đình. Phường Giếng Đáy, Bạch Đằng, Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Trung, Hà Lâm xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới trên 330 hộ dân. Ngoài nguyên nhân mưa kéo dài, kết cấu đất yếu, còn là vấn đề quy hoạch phân bố dân cư của thành phố Hạ Long. Trong ngày 4 tháng 8, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để có phương án di dân kịp thời, kiên quyết không để bất cứ dân nào ở lại những khu vực mất an toàn.